Thưa quý anh chị và các bạn, Châu Đình An hôm nay có mặt tại thành phố Savannah. Đây là một thành phố được mệnh danh là nhiều ma nhất nước Mỹ. Trong nơi đây, mời quý anh chị và các bạn theo Châu Đình An để tìm hiểu về thành phố này, ma quỷ như thế nào. Thứ hai, thức ăn của miền Nam của nước Mỹ ra sao. Mời các bạn. Mỗi một thành phố có một cái phong cách khác nhau đó các bạn. Savannah là một cái thành phố mà cổ lâu đời, cho nên chúng ta cũng thấy những cái kiến trúc nhà cửa của họ rất là khác với những thành phố khác. Những cái tàng cây rất là cao tạo những con đường che vòm với nhau rất là đẹp mắt. Thưa các bạn, đây là một cái biển ghi cái tòa building này á, được xây cất từ năm 1869. Tính đến thời điểm này á, đã là 153 năm rồi đấy. 153 năm. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ thì thấy cái design, cái thiết kế của nó rất là đẹp. Và họ giữ lại toàn bộ như vậy, từ cái cầu thang đi lên, cái tầng cấp đi lên, và được xếp vào một cái khu gọi là di tích lịch sử của thành phố. Và ở trước mặt kia là một nhà hàng rất nổi tiếng, và mình sẽ vào nhà hàng đó tìm hiểu, khám phá xem ẩm thực của nhà hàng đó như thế nào. Mà đặc biệt nhà hàng này họ chỉ mở cửa mỗi ngày từ 11 giờ sáng và đóng cửa đến 2 giờ chiều là xong. Những cái dòng người mà đang xếp hàng vào trong cái nhà hàng mà Châu Đình An vừa nói đó các bạn. So, my name is Stephanie Giorgio. I'm a friend of the family, and this has been here for 80 years, and people keep coming. You're going to see why people keep coming, because it's fabulous food, and it's a great experience. The lines is an experience. Sitting at the table with all the other people is a great experience, and the food is phenomenal. The only thing that really changes is they'll add something extra, like pork barbecue, or they'll mix up pickled beets for coleslaw, some things like that. It's pretty much the same thing. Wow, you make me hungry. Yeah. Rồi, thưa quý anh chị và các bạn, sau khi mà một tiếng rưỡi chờ đợi trong cái hàng này đó, bây giờ đã đến được cái giây phút là Châu Đình An được gọi vào ở bên trong đó. Vào bên trong sẽ có thêm cái gì Châu Đình An sẽ thưa chuyện với các bạn cùng để tìm hiểu thêm nha. Là mình đã vào bên trong rồi đó các bạn. Wow. Big Wilkes Business. I come from Vietnam. Really? Yes. Oh my goodness, that's wonderful. We have so many friends from Vietnam that have restaurants here, and they do so well. They have special breakfast places here, and my husband fought in the Vietnam War, so they love him. They just love him. My name is Marcia, and I'm Miss Wilkes' granddaughter. I'm the third generation, and we're just delighted to have you here today. Hope you've enjoyed everything. I wonder what was your favorite thing. Probably the chicken, was it? This is me right here, and this is my son, the one that seated you with the white shirt at the front. This is my daughter, and this is my little daddy, and this is Miss Wilkes, of course, and my mother, and this is my husband, Ronnie. And everybody's already gone to heaven now except for these three. So we're glad. This is a pretty picture, and my son just moved it over here, and I don't particularly like it over here, but it's okay. But it does get a pretty light on it, doesn't it? Do you think we have anybody here from, will you look and see if we have anybody here from Vietnam? Right here. Can you put where you're from? Yeah. From Vietnam.
Yes. This one right here. Yeah, they call. What does that say? This is called like a Saigon. Saigon. Yes. Oh, yeah. My husband was at Khe Sanh, stuck there for a while. Yeah. He's a Marine. So. Yeah. But I've heard it's beautiful country. So have you been there? No, but I'd like to go. Okay, someday. All right, well, you come back and see me, okay? Okay, thank you. Right, thank you. Thưa quý anh chị và các bạn, chúng ta thấy ở trên bàn đấy là các cái thức ăn gồm có gà chiên, cà chua chiên. Đó bà ơi, dù là ngon quá. Cái món lửa chiên của họ làm rất là đặc biệt. Các bạn thấy những người ngồi chung quanh này không hề quen biết, họ là những người sắp hàng, nhưng mà khi vào trong này là cùng ngồi chung bàn với nhau. Nó chỉ có 10 bàn thôi. Như cô này ngồi bên cạnh không quen, nhưng mà sai tôi đó. Rồi, you welcome. We don't know each other, but now we'll be here like a family, right? Yeah. Thức ăn ở trên bàn đó các bạn. Họ để như vậy á, và mình muốn ăn cái nào thì mình cứ lấy cái đó. Nó rất là nhiều thứ. And try this one. It's like... Đây là mà cái món này. Right? Yeah. Ngon lắm các bạn. Bây giờ mình thử cái một chút khoai đó các bạn. Khi ăn cái này cho nên anh chợt nghĩ là các bạn nào mà răng yếu á, rất là thích. Tại cái thức ăn nào nó cũng mềm hết á. Khoai tây. Và bây giờ mình sẽ bỏ vào một cái chất nước khoai là gravy. Và khoai ngọt đâu các bạn. Khi ngồi ở nơi đây rồi mình mới có một cái cảm nhận rằng người ta không biết đến nhau, xếp hàng ngoài kia xa lạ, nhưng mà khi vào ngồi chung một cái bàn ăn với nhau thì họ đã bắt đầu nói chuyện với nhau. Các bạn thấy là những cái thực phẩm ở trên cái bàn này là được sắp sẵn hết. Gà chiên, đây là bí đỏ. Cái bí đỏ mà chúng ta thấy ở bên nước Mỹ á, vào những cái dịp mà như là mùa Halloween á, là họ dùng rất là nhiều để mà trưng bày cái gì, nhưng mà khi vào cái thức ăn ở đây làm rất là ngon. Họ dùng đậu rất là nhiều, từ cái đậu trắng nè, đậu mà đậu bi, đậu ve. Nhưng không thể thiếu được cái món chính ở trong này, đó là gà, món gà chiên. Ở bên nước Mỹ này chúng ta thấy gà rất là thịnh hành. Những cái đợt sau này khi mà họ không ăn hamburger nhiều, họ dùng về cái gà. Chick-fil-A là một cái chain nhà hàng rất là nổi tiếng của nước Mỹ, đông khách vô cùng. Kentucky Fried Chicken, Việt Nam mình gọi là KFC đó. Và bây giờ đến ở đây thì mới thấy là cái gà chiên của cái Savannah có một cái hương vị khác hẳn hoàn toàn với những cái món gà mà Châu Đình An đã thử qua. Ở đây nó có một cái điểm đặc biệt đó, là mỗi ngày họ thay đổi món đó các bạn. Ví dụ như trong thực đơn họ ghi ngày hôm qua là meatloaf, tức là một cái loại thịt bò họ xay ra thành từng cái bánh hóc lên. Hôm nay là gà chiên. Đây là cái ức gà đó. Đây là cái ức gà rất là to. Ngon lắm các bạn ơi, không biết họ chiên bằng cách nào, họ pha chế như thế nào.
Đây là cái bí mật của nhà hàng rồi, nhưng mà ngon vô cùng. Ngoạn một cái nha. Cái này là nước trà đó, nhưng mà vô. Thưa quý anh chị và các bạn, khi Châu Đình An ngồi ăn ở đây thì có một cái suy nghĩ là không những mình ăn cái thực phẩm quá ngon ở đây, mà nó còn là đi ngược lại những cái lịch sử và cái văn hóa từ cái thời mà họ lập lên cái nhà hàng này. Được biết nhà hàng này là của một cái gia đình của bà Wilcox, thành lập vào năm 1943, rất là lâu, và để đến cái đời bây giờ là đời thứ tư đó vẫn điều hành cái nhà hàng này. Mà khi ăn như vậy, chúng ta ăn lại cái lịch sử của cái văn hóa ẩm thực tại thành phố Savannah, mà cái người thành lập nhà hàng này đã để lại cho chúng ta một cái di sản rất là quý giá. Cho nên chúng ta cũng thấy những cái người nổi tiếng, đặc biệt là ngay cả vị tổng thống da màu là tổng thống Barack Obama, ông cũng đến nơi đây, bước vào nhà hàng này và đã ăn ở trong nhà hàng này. Mà chúng ta cũng đã thấy những cái tấm hình mà Châu Đình An vừa đưa cho quý vị xem đấy. I'm good, thank you. Excellent. Yeah. Two, yes. Hallelujah. Thưa quý anh chị và các bạn, một cái trải nghiệm rất là thú vị ở nhà hàng của bà Wilcox, một cái gia đình mà từ cái đời thành lập năm 1943 đến cái đời thứ tư là Grand Order đó, thưa các bạn. Thực phẩm của họ như lúc nãy Châu Đình An đã nói, và giờ này khi bước ra thì vẫn còn những người xếp hàng để mà đợi vào ăn đấy. Bây giờ Châu Đình An rời nhà hàng này sẽ tiếp tục đi thăm cái thành phố Savannah. Dọc theo đây là chúng ta cũng thấy một cái con đường đi bộ được lót gạch. Nó vẫn giữ được cái phong cách của cái thiết kế ngày xa xưa. Các bạn cũng thấy là những cái tòa nhà rất là cũ, giống như những cái dãy nhà lúc nãy Châu Đình An nói được thành lập từ năm 1869 đến hôm nay cái thời điểm này đã là 153 năm. Thì nguyên một cái dãy phố này, và thiết nghĩ là cái thời điểm mà cái dãy phố này từ năm 1869 thì chắc hẳn là cái khu vực này rất là khu vực khá giả lắm, họ mới thiết kế xây dựng được như thế này. Các cái tàng cây này đã qua bao nhiêu năm tháng, cho nên bây giờ nó đã trở thành là một cái cây rất là đẹp, và nó vươn ra ở ngoài cái mặt đường như vậy. Ở đây họ vẫn giữ là tất cả những cái gì mà một cái nét cổ kính mà xa xưa. Chắc chắn là Châu Đình An sẽ đi khám phá thêm nhiều cái vẻ đẹp hoang sơ của thành phố này. Một thành phố được nói là nơi nhiều ma nhất trong nước Mỹ. Thưa quý anh chị và các bạn, Châu Đình An đang đứng ngay tại trung tâm của thành phố Savannah. Phía sau lưng Châu Đình An là dòng sông mang tên Savannah River. Đây là một nơi mà đa số các du khách từ khắp nơi khi họ đến đây thăm viếng, tham quan đều tập trung về nơi đây. Bởi vì ở nơi đây á, ngoài những cái di tích về văn hóa lịch sử của thành phố, nó còn là nơi rất là nhiều nhà hàng nổi tiếng rất là ngon. Và dọc theo bờ sông là có nhiều cái khách sạn nổi tiếng, như chúng ta thấy ở bên này nó là Marriott, rồi chúng ta cũng thấy có một cái lounge nó tên là Electric Moon. Và mời các bạn mình đi ra
để mà nhìn ngắm cái dòng sông của Savannah như thế nào nhá. Phía bên tay phải của Châu Đình An, các bạn cũng thấy là có những người mà giờ này là họ đã ngồi để mà ăn uống lai rai, nhìn ngắm những cái dòng sông của Savannah. Ở đây đã trở thành một nơi rất là nổi tiếng bởi vì nó tập trung tất cả những cái nhà hàng, những cái khách sạn, và là họ đã xây dựng một cái con đường bộ rất là rộng đi dọc theo cái bờ sông này. Nói là dòng sông nhưng mà chúng ta cũng thấy là có lẽ là sâu lắm, do đó có những chiếc thuyền lớn, và khi từ cửa biển là những cái con tàu đi theo dọc bờ sông này vào đậu ở trong này để mà đưa những cái người du khách muốn đi chơi đi ra, hoặc là vận chuyển những cái hàng hóa mang vào cho thành phố. Thưa quý anh chị và các bạn, đứng ngay tại cái nơi này thì sau lưng Châu Đình An mà quý anh chị và các bạn nhìn thấy là những cái người mà họ đi bộ dọc theo cái bờ sông của cái Savannah, và những tòa nhà building mà mọc dọc theo bờ sông ở trên thì họ dùng làm khách sạn, ở dưới thì là những nhà hàng ăn và mua sắm áo quần các thứ, khách bộ hành. Châu Đình An nhận thấy ở nơi đây giống như là một cái tụ điểm du lịch thu hút rất là nhiều người đến. Các cái phòng ở khách sạn đây nếu mà chúng ta không có lấy hẹn mà book trước thì nhiều khi không còn chỗ nữa đó các bạn. Như thế cho thấy rằng ở thành phố này là một thành phố ma, nó cũng thu hút mọi người đến rất là đông đảo lắm. Bởi vì không những đẹp thôi, nó còn có những cái điều kỳ thú huyền bí về cái lịch sử, về cái chiều dài của cái thành phố Savannah này. Châu Đình An đứng lại ở nơi đây một chút tại vì thấy nó dễ thương quá, nó đẹp quá. Cái sau lưng là những cái vòi nước mà nó phun lên như thế này. Rồi còn một cái bức tượng của một em bé làm bằng đồng á, là trên tay cầm hai con rùa. Nó có một cái phong thái nghệ thuật vừa làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái khi nhìn những cái tia nước mà bắn lên như thế này trong cái ánh nắng rất là đẹp sát cạnh một cái dòng sông. Nhìn dưới đó là nước, nhìn bên này là nước. Các bạn biết khi mà nhìn như thế này á thì Châu Đình An có nhớ đến một cái ca khúc Triệu Đóa Hoa Hồng. Cái này thì chắc chắn nó không có lên đến một triệu đóa đâu, nhưng mà dọc theo cái đường đi bộ sát cái dòng sông Savannah mà cái khu vực này họ trồng một cái khóm hồng nó đẹp lắm các bạn ơi. Để mình xem thử hồng này nó thơm không nào. Thơm lắm. Hi, my name is Ariel and I'll be your bartender this evening. What can I get for you? Can I see your ID? Excellent, I'll throw it up for you. Các bạn thấy ngộ không? Mặt già chát như thế này, đi uống bia mà vẫn bị cái cô mà bartender là cái cô pha rượu đó hỏi xem căn cước là có đủ tuổi uống bia không. Tại ở bên Mỹ á, là phải 21 tuổi á, thì mới được uống bia. Mình như thế này mà nghĩ là dưới 21, nghe thì buồn nhưng mà sướng quá bạn ơi. Mà nhìn làm sao mà nghĩ. Nhưng mà khi nhìn cái ID của Châu Đình An xong chắc cũng giật mình á. Dạ, kính ông ạ. Chúng ta thấy một cái nét đặc thù văn hóa của những cái người mà họ đi chơi ở đây. Người Mỹ đó, họ uống có thể nói là nhiều hơn là ăn đấy. Tại vì ăn ngày 3 bữa nhưng mà uống một ngày có thể 5-7 bữa. Đó là một cái việc bình thường. Cho nên cái bar nào cũng vậy. Các bạn mà vào ban đêm đó, họ uống đến khuya luôn. Ngay tại những cái thành phố như Las Vegas hay là New Orleans đó, là uống từ đêm cho tới sáng luôn đó. Rồi mới về. Như vậy chúng ta mới thấy chứng tỏ rằng văn hóa uống cũng là một cái nét rất là đặc biệt trong cái sinh hoạt của cái đời sống ở Hoa Kỳ như thế. Mời bạn. Wow, thơm quá các bạn. Cái này là một cái món bắp. Bắp nó vo lại đó. Rồi ở bên trong đó họ bỏ là những cái seafood hải sản đó. Cắn cái cho biết như nào nha. Mỗi một dân tộc, mỗi một cái con người ở cái địa phương khác nhau ấy, có những cái thưởng thức khác nhau. Giống như Việt Nam mình á, thì cái giờ ví dụ xế xế vậy á, thì đi ăn gọi là ăn vặt á, hoặc là ăn chè,
Nhưng mà ở bên này á, thì họ ăn vậy đó các bạn, ngồi uống bia, họ gọi những cái ăn vặt. Costco Shipping đó các bạn, một con tàu lớn chở những cái content hàng hóa mà từ bên trong đó để nó chạy ra ngoài cái cửa khẩu của biển đó. Nhìn như thế chúng ta mới thấy là Savannah River sâu lắm đấy. Cho nên là một cái con tàu mà nó chở hàng trăm cái container chứa hàng rất là nặng, thì cái đáy sông nó phải đào vét làm sao đó. Và đây là cái con sông Savannah nó dẫn ra ngoài biển đó các bạn. Và các bạn thấy phía sau đuôi đề là Costco Shipping á, là nó đến từ Hồng Kông đó. Từ Hồng Kông mà nó chở đến sang cái cảng của Savannah. Đứng đây mà nếu mà không nói ra thì chắc các bạn nghĩ Châu Đình Anh đang ở bên một cái thành phố cổ, ví dụ như là ở Tiệp Khắc Hungary hay là bên Đức. Tại vì cái con đường á, nó toàn là lát gạch. Rồi một dọc phố thì ngoài những cái nhà được trùng tu, còn những cái căn nhà nó giữ nguyên trạng giống như cái thời là xa xưa lắm. Ví dụ như cái căn nhà gạch ở xa đầu kia các bạn thấy không, nó giữ nguyên trạng như vậy mà cả hàng trăm năm. Rồi những cái căn nhà như thế này nếu mà nhìn từ đây lên phía trên cao, và bây giờ được trưng dụng á, đã trở thành ra một cái khu phố làm thương mại buôn bán, để cho những cái người mà khách khi họ đến chơi ở đây, thăm viếng ở đây, họ đi được thưởng lãm tất cả những cái vẻ đẹp của một nền văn hóa xa xưa cách đây hàng trăm năm của thành phố Savannah. Một căn nhà mà nếu các bạn nhìn ở phía trước thì thấy hoàn toàn là bằng đá. Đây là những cái tảng đá mà được chặt ra và đã đưa lên dựng thành một cái căn nhà như thế này, cái thời xa xưa đó. Đây là chiếc thuyền chạy bằng hơi nước, được khởi hành từ dòng sông này ra đi vào năm 1819. Và họ giữ ở nơi này thành ra một cái di tích lịch sử của cái con tàu đầu tiên chạy bằng hơi nước tại thành phố Savannah này. Thưa quý anh chị, ở Savannah nó là một cái thành phố ma, nhưng nó có nhiều di tích lịch sử. Một trong những di tích lịch sử mà được lưu lại ở đây á, phía sau lưng của Châu Đình An, đó là bức tượng của một vị đại tướng đã thành lập ra cái tiểu bang Georgia này vào năm 1733. Ông tên là James Edward Oglethorpe. Tiểu bang này đã lưu niệm cái bức tượng của ông ở nơi đây, như là một người khai sinh ra cái tiểu bang. Và cũng là một cái người lính rất là nổi tiếng. Ông sinh vào năm 1696 và ông mất năm 1785, cách đây mấy trăm năm đó các bạn. Một danh nhân lịch sử của Hoa Kỳ. Quý anh chị và các bạn, nếu mà yêu thích điện ảnh thì chúng ta sẽ không thể nào không biết đến cuộn phim rất nổi tiếng, đó là Forrest Gump. Ở nơi đây là cái công viên mà nam tài tử Tom Hanks đã đóng cái vai của ông Forrest Gump khi nhập vai và đã mang lại một cái giải Oscar cho anh ta. Cái chiếc ghế mà Châu Đình An ngồi đấy, nó không phải chiếc ghế mà Tom Hanks đã ngồi, mà thực sự chiếc ghế thật đó. Cái thành phố họ muốn giữ như là một cái di tích để mà gìn giữ, bảo tồn, cho nên họ đã đưa vào ở trong một cái thư viện rồi. Hồi lúc mà cái phim đó các bạn thấy không, lúc cái Tom Hanks đóng cái vai á, ngồi như thế này. Diễn xuân một chút thôi. Những cái cây này có thể đến hàng trăm năm, và những cái nhánh của nó ra cong keo rất là nghệ thuật.
rồi những cái tượng đài khi họ xây dựng để mà lưu lại những cái di tích mà lúc nãy Châu Đình Anh vừa nói đó, những người đã có công trạng với cái tiểu bang Georgia nói chung và cái thành phố Savannah nói riêng. Chìa khóa để nhốt tù đó bạn, nhưng mà nhìn kỹ lại là nó khắc tên của hai đứa Virgil và Felicia, để cái ngày thề non hẹn biển đó là khóa cuộc đời nhau đó. Các bạn thấy một hàng rào là họ khóa cuộc đời nhau. Những cái tàng cây này á là một loại giống cây úp đó các bạn, một cái cây úp rất là đẹp, cái lá nó to hơn ở dưới Florida. Cái cây ốc này mang tính cách đặc trưng của thành phố Savannah. Phía sau là cái dòng sông Savannah và có một cái lá cờ Mỹ đang bay trên đó. Các bạn thấy buổi chiều của một đất nước Hoa Kỳ rất là thanh bình. Holy dose, thưa quý anh chị và các bạn, đây là một loại xe rất là đắt giá, xe cổ mà không ai muốn mua hết. Các bạn biết đó là xe gì không? Xe tang. Nói đến đây thì cũng thưa với các bạn, đây là chiếc xe tang mà họ dùng trước đây là để mà tống táng những cái người chết đi ra nghĩa địa. Và bây giờ hôm nay đậu đây để làm gì? Chút xíu nữa đây Châu Đình An sẽ leo lên một chiếc xe tang để mình đi khám phá cái thành phố này. Thưa các bạn, chiếc xe tang từ từ lăn bánh. Châu Đình An ngồi cái trên chiếc xe tang này mà trong lòng là nó vừa hồi hộp mà nó vừa có cái bâng khuâng khó tả. Bởi vì mình biết cái chỗ mình đang ngồi á, là trước đây á, là hàng trăm người á, đã nằm ở đây để mà đưa ra vĩnh viễn cái cõi đời này. Show your sovereign.